Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Thành Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mới. Tựa game này mang tên là Fairy Tail, tựa game thẻ tướng. Thì game này là game tiếng Trung anh em. Anh em hoàn toàn có thể tải được ở trên Tap Tap nhá. Rồi, Google Play không có đâu. Thì mình sẽ đặt tên nhân vật của mình xem như thế nào. Game thẻ tướng chắc là giống theo kiểu One Punch Man hoặc là Hải Tặc, Huyền Thoại Hải Tặc kiểu dạng đấy. Rồi, ok, chúng ta sẽ nhập tên này. Không biết là có ai đặt tên này không ta. Hình như có người đặt rồi anh em ạ. Thành EZ 123 đi. Chắc là không có đâu. Rồi, tôi đoán là sẽ không có. Ok. Tiếng Trung à? Hay là tiếng Nhật? Sao nó quay lâu ấy? Nó quay vào lâu á. Đừng bảo ngáo game này không vào nhá. Đùa luôn đấy. Hình như game này không vào được thật anh nhỉ. Sao vậy? Không vào được luôn anh em ạ. Má, mình mất công mình đau. Mình tải cả ngày luôn. Đây có Lucy đây, Lucy đồ quá rất là đẹp. Đồ họa rất là đẹp luôn anh em ơi. Sao không vào được nhỉ? Khá là ảo. Đây như vào rồi, bây giờ vào được sao? Ở đây sao? Vén vào cái dưới anh em ạ, vén vào cái trên không được. Ảo mà cả nhưng mà ở đây rồi, vàng rồi. Tôi tưởng là không vào được à? Ok. Cho nên cái tiền gì đó, tiền. Ôi, ngày một nhận được Nasu luôn anh em ạ, ảo thật. Ấy, yeah. Đây các nhân vật trong này đây. Nhân vật theo phong cách chibi à? Nhìn trông hay nhỉ? Nói. Nó có nhiều các cái chức năng quá. Mình chẳng biết được cái nào cả. Vì là toàn tiếng Nhật hay là tiếng Trung gì đó. Cái này hình như là đánh theo map này. Đây là đánh theo cái cốt truyện này anh em. Đánh nhau với con khỉ đấy. Đúng rồi, chính xác. Nhá, con khỉ giải cứu cái ông nào ấy. Cái ông bố, gì không phải. Ông chú, gì. Là thằng bé. Mình không nhớ là giải cứu cái. Chắc chắn là giải cứu một người trong cái hội của Fairy Tail. Rồi, mình cho. Chúng ta có Lucy, có Natsu, có Grace, đủ hết luôn anh em ạ, chiến luôn. Chắc ấn vào đây để chiến không? Mình ấn cái trên là bị nhầm, anh em ấn cái trên không biết là ấn vào cái gì. Để xem cái đồ họa đánh nhau như thế nào nhá. Fairy Tail, khi em nhìn trông khá đẹp. Đấy. Đây là hội trưởng này anh em. Rồi, vẫn theo kiểu cốt truyện là sexy thế. Lucy sexy, vãi trưởng luôn. Đồ họa đẹp đấy nhờ. Được đấy anh em. Chiến luôn anh em. Mình có dùng tuyệt chiêu này anh em. Tuy nhiên với con Lucy. Uầy, đá một cái. Mất khá nhiều máu anh em. Chúng ta sẽ có tất cả là 3 trận cơ, để đánh nhau cơ. Sang trận tiếp theo. Có 2 con nha. Lucy đá đánh thường trước. Đây là Natsu. Grace sẽ dùng băng thuật đúng không anh em? Đấy, băng thuật này. Băng hình tạo ra cung anh em ạ, đẹp đấy, được có nói nha. Rồi, Master 3/3. Bây giờ thì có lẽ là Natsu sẽ hạ cái con đỏ đằng sau đi anh em nhỉ. Hỏa long, rồi hỏa long quyền đấm phát chết con đỏ đằng sau luôn anh em. 4/30 cũng khỏe thích, nó trâu ấy nhỉ. Mày chạy đâu? Tuyệt chiêu, hình như mình có đủ tuyệt chiêu rồi sao phải không? Chưa. Natsu 690 máu đánh khá trâu. Lucy chỉ đánh được khoảng hơn 700 máu luôn, đánh thường khỏe thế. Đây là cái hòm này anh em, quan trọng là tôi thích kiểu mở thẻ tướng anh em. Đây rồi, có thêm một cái túi tủng gì đó đấy, có mấy cái đồ chắc để nâng cấp level cho bọn nhân vật của chúng ta lên kiểu dạng như vậy.
Mình đoán đoán như thế không biết phải không? Chắc là thế thôi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục là đánh tiếp trận tiếp theo nha. Game này không cần lỗ tài khoản à? Hình như nó lưu luôn. Ui, Grace băng hình nha, đẹp thế. Dạ. Cho để tốc độ lên nhân 2 được cho nhé. Đỡ cần phải lâu. Trời, giật à? Cái game nó giật anh em ạ. Chưa cần sử dụng tuyệt chiêu, tí đã dùng tuyệt chiêu sau. Như này là đẹp rồi. Ok, một trận này tốc độ lên rất là cao luôn. Rồi, không cần dùng tuyệt chiêu nhé. Tí nữa dùng tuyệt chiêu sau là hợp lý. Như này là ổn nhất này. Có 3 trận cơ mà anh em. Ôi, con này khỏe thế. Đấy, đấm mãi mới chết được ạ. Butter 33 này. Đấy, sao có 3 con anh em. Lucy tuyệt chiêu nào. Sao lao vào sút anh em ạ. Bây giờ hiện tại vẫn chưa có chiêu vẫn chưa có chiêu gọi tinh linh anh em ơi. Chuyện này mình đọc cũng khá nhiều. Băng hình, chắc là cố gắng giết được cái con đỏ đỏ là ngon. Không giết được rồi, ăn giết được ạ. May nhá. Hỏa long, Natsu, đấm nó. Đồ họa đẹp. Âm thanh cũng ok, nha. Yeah. Chụp được, cái này được mà. Cho mở cái hộp này ra, xem có gì đây. Rất nhiều item, rất nhiều item khác nhau. Ok, chúng ta sang trận tiếp theo, cứ đánh đi, đánh hết, làm hết nhiệm vụ là đi đánh nhau với con khỉ đã anh em á. Chúng ta đánh nhau với con khỉ đột đã nhá. Nhưng mà vấn đề là chúng ta đánh theo cốt truyện cơ mà. Mấy không hiểu cái nào luôn. Nhiều quá, có nhiều thứ quá, menu này. Quay trở lại menu này. Normal 1.1 đây, mình đang đến cửa 3 anh em ạ. Đánh luôn. Nếu có thể để auto cũng được, để cho nó qua nhanh được anh em ạ. Đỡ cần phải lâu. Sao cứ đánh lại bọn này nhỉ? Không có quái mới à? Mình tưởng phải có quái mới hay có mấy cái gì đó hay hay hơn chứ nhỉ? Ở đấy, như thế giới thay đổi rồi anh em ạ. Auto luôn. Tu luôn. Nói nhiều. Cái này vẫn chưa có cái skip để bỏ qua nhỉ. Ui, có con kinh nhỉ hay con gì kìa anh em. Sút luôn anh em ạ. Được. Hỏa long. Nhưng mà tập trung bắn một con thì có vẻ không ổn lắm. Hợp lý. Có một con kinh, một con vua anh em ạ. Vua slam hay vua quái vật gì đó này. Bị đóng băng rồi. Hay. Game đúng kiểu game thẻ tướng mà nó chơi theo cả màn hình dọc dọc này, ngang ngang này. Khá hay, giống kiểu hệ đại chiến, giống hệ mấy game mà mình đã từng chơi ha. Giống lắm ý. Rồi. Ok, thành ok này. Game đồ họa đẹp, được đấy, được đồ họa đẹp. Tiếp theo đánh nhau với mấy con này. Vẫn tiếp tục đánh đi. Đánh đi để kiếm thêm thẻ để mở nhân vật. Đây là Elsa, thì mình thích cái nhân vật đấy anh em ơi. Làm sao tôi kiếm cái nhân vật đấy nhỉ? Cho vào team cũng rất là ngon luôn. Hơn 300 máu. Hỏa long. Trời ơi đấm nhờ. Mình thử khá nhiều tựa game Fire Tail ấy. Có mỗi tựa game này chơi được. Còn mấy tựa game kia thì chịu không chơi nổi luôn. Nó bắt đăng ký cái tài khoản gì quy quy ấy. Nhưng không biết đăng ký kiểu gì. Thế mình cần phải tìm hiểu mình đăng ký ấy. Xong rồi. Đúng nhờ. Thế nào tiễn chiến thức của mình sẽ hồi thôi anh em. Hợp lý không? Đánh con này nó sẽ hợp lý hơn này. Trận 3 nữa cơ mà. Máu đang hơi bị ít nha. U được cái hòm vàng này. Được 3 cái viên ngọc, không biết để làm gì luôn. Cái ngọc ấy để làm gì nhở? Để mở tướng à? Nếu mà mở tướng thì quá ngon nhở. Rồi clear luôn. Sao toàn đánh nhau với bọn này nhở? Sao không đánh nhau với con khỉ đó? Mãi không đánh nhau với con khỉ luôn đấy. Mình thường sẽ có mấy con đệ khỉ, toàn mấy con quái nhỏ nhỏ bé xíu. Mà may cái này có auto anh em ạ. Khá ổn. Khá là ổn áp.
Còn 3 con nữa anh em. Chiến thôi. Ok. Lắm tê nhỉ, sao team vẫn đông nữa. Gồm có tất cả là 4 con nhá. Nhưng chắc sau trận này sẽ đỡ hơn anh em. Rồi chúng ta sẽ kiếm thêm được một cái item nữa. Nhưng mình vẫn chưa được mở tướng em ạ. Tôi vẫn chưa được mở tướng để cho... Ui thấy được cái gì ấy. Thế mà được cái gì đó. Cứ được đánh nhau với quái vật mới à. 1-1 clear này. 1-2. Cái chỗ nào để mà thoát ra nhỉ. Quay trở lại top này. Đấy. Đây là top này anh em ơi. Hiện tại chúng ta level 4 rồi nhá. Làm thế nào để tôi mở tướng đây? Đây là các nhân vật của chúng ta anh em ạ. Đấy, thả tim thì sao? Thả tim thì hình như được tặng cái gì đó anh em ạ. Được tận 300 này. Mình chạm các bộ phận này. Ôi đấm mình anh em ạ. Ok, không thích rồi, không thích rồi. Sờ vào tay thì nó khác anh em ạ. Sờ vào đầu thì có vẻ là không thích lắm. Ảo à, ảo vãi trưởng anh em. Đây trở lại top này. Đang tìm hiểu một cách để mà quay tướng á. Đây, như quay đây à. Đây là nơi chế ngọc rồi. Mình đoán đây là nơi chế ngọc. Chỗ nào để quay tướng nhỉ? Đây là chắc nơi cầm đồ. Đây là nơi để cho đồ vào. Đây các thông tin á. Tỷ lệ quay ra tướng á. Ủa. Cái gì này? Nhiều ấy, nhiều thứ hay ấy. Nhiều thứ hay ho ấy. Nhưng mình không biết nó là cái gì cả. Thì toàn chữ tiếng này thì khó cho mình quá luôn ấy. Thật sự là mình không biết là làm thế nào. Cái này chắc nó phải nạp tiền nè. Nạp kim cương này. Yeah. Có nơi nạp kim cương nhá. 72 cung hoàng đẹo này. Là cái gì? Có phải nơi mở tướng không ta? Mất là cái gì luôn. Rồi ok, chúng ta sẽ kết nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye.